Ngôn ngữ thì đã được sử dụng để giao tiếp từ thời cổ đại rồi. Tuy nhiên, tại một số địa điểm xa xôi thế giới, có những cộng đồng có thành viên sử dụng ngôn ngữ không cần lời nói để mà giao tiếp với nhau. Có thể là các bạn không biết, một số ngôn ngữ không sử dụng lời nói là ngôn ngữ hoàn toàn tự nhiên và phát triển cũng đầy đủ. Nghe qua thấy hơi khó tin đúng không nào? Ngôn ngữ mà lại không sử dụng lời nói diễn đạt. Vậy thì họ dùng cái gì? Hãy cùng Taka Channel khám phá trong video ngày hôm nay nhé. 7 loại ngôn ngữ đặc biệt không cần nói. Ở vị trí 7 thì đó chính là Symbol Gomero, huýt sáo để giao tiếp trên hòn đảo La Gomera. Bất chấp vô số phản đối, mọi học sinh tiểu học cư trú trên hòn đảo La Gomera thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha đều phải học một loại ngôn ngữ huýt sáo cổ xưa có tên gọi là Symbol. So với việc ghi nhớ động từ bất quy tắc trong tiếng Pháp hoặc là tiếng Anh, thì việc học thuộc các thành phần trong ngôn ngữ Symbol được cho là khó hơn rất là nhiều. Symbol thì chỉ bao gồm 24 nguyên âm, 4 phụ âm và sử dụng tiếng huýt sáo để tạo ra mọi vỏ âm thanh của mình. Khó khăn kinh tế trong những năm 1950 đã khiến việc sử dụng ngôn ngữ Symbol suy thoái, do hầu hết những người nói thứ tiếng này buộc phải dẹp bỏ nó và dùng ngôn ngữ khác để kiếm tiền. Vào cuối thế kỷ 20, ngôn ngữ huýt sáo đã rơi vào tình trạng hấp hối. Tuy nhiên là ngôn ngữ Symbol hiện được các nhà chức trách địa phương chính thức bảo vệ như là một ví dụ về di sản văn hóa phi vật thể. Các nỗ lực này thì đã dẫn tới việc phục hồi sử dụng ngôn ngữ đặc biệt này. Theo bài viết khảo cứu khoa học, Symbol có nguồn gốc từ một phiên bản cổ ngữ cổ xưa có tên gọi là Symbol Gomero, nghĩa là tiếng huýt sáo của người Gomero. Thứ ngôn ngữ này được dùng trên toàn quần đảo Canary và người ta thì có thể nghe thấy những tiếng huýt sáo râm ran từ đảo Gran Canaria tới Tenerife và từ El Hierro tới La Gomera. Thổ dân Guanche cho đảo hầu như là chỉ nói tiếng Symbol Gomero trước khi một người Tây Ban Nha chiếm đóng nơi này và khiến ngôn ngữ bản địa chết dần chết mòn vào khoảng thế kỷ thứ 17. Các chuyên gia nhận định, người Guanche có nguồn gốc từ Bắc Phi và đã mang ngôn ngữ huýt sáo tới vùng đất này cùng với mình. Dù là nguồn gốc ra đời của Symbol có ra sao đi nữa, người ta thì tin rằng thứ ngôn ngữ đặc biệt này được phát triển như một dạng giao tiếp và thông tin liên lạc ở khoảng cách xa, rất là xa. Sáu, sử dụng tiếng gõ để nói chuyện, mã màu cải tiến ở quần đảo. Không phải chỉ những nhà sư mới phải im lặng, một số người như là tù nhân cũng bị buộc như vậy. Các tù nhân chiến tranh Việt Nam đã có một cách nói chuyện khéo léo với nhau trong các nhà tù Việt Nam thời đó. Họ sử dụng tiếng gõ. Bị cấm nói chuyện với nhau, các tù binh đã tạo ra một hệ thống ký hiệu tương tự như mã màu. Họ gõ chữ cái để tạo ra từ và câu. Lúc đó trong các lao tù chính trị câu lưu ở côn đảo, các chiến sĩ của ta đã dùng phương tiện thông tin liên lạc như là truyền đạt miệng qua số người được ra ngoài làm nhà bếp, đi khám bệnh hay là khi đi làm khổ sai. Cách thứ hai thì đó chính là truyền đạt qua thư từ được viết trên giấy hút thuốc hay trên mảnh ni lông mỏng. Cách này bảo đảm tính chính xác nhưng nếu bị lộ sẽ bị tra tấn, bể cơ sở mất. Hay là một cách khác là anh em công kênh nhau lên vai, đẩy tài liệu qua đầu tường, chuyển thư từ phòng này sang phòng khác. Được chừng ấy cách chuyển tin nên thỉnh thoảng vẫn có vụ lộ thư, tài liệu và chắc chắn là có người phải hy sinh. Mã màu là hệ thống tín hiệu bằng chữ cái và chữ số dùng trong bảng điện báo với 26 mẫu tự Latin từ A đến Z và 10 chữ số từ 1 đến 0. Được ký hiệu bằng các dấu chấm, vạch ngang do nhà vật lý người Mỹ Samuel Mo phát minh vào năm 1835. Từ hệ thống này thì những chiến sĩ của thảo côn đảo đã cải tiến dùng số âm thanh và âm tượng thay thế các dấu chấm vạch để truyền thông tin và tiếp nhận qua thính giác hay thị giác. Có thể gõ vạch 5 hàng ngang hoặc 5 cột dọc, đánh số từ 1 đến 5 thành một bàn có 25 ô vuông, mỗi ô đặt một chữ cái. Mỗi chữ cái được ký hiệu hóa bằng 2 chữ số, bản quy ước thì dùng 25 chữ số. Đánh màu trở thành một cách truyền đạt hiệu quả, bảo đảm bí mật, thuận lợi trong việc truyền tải tài liệu học tập, bảo vệ được tổ chức và sinh hoạt chính trị tốt hơn. Thế mới thấy là các cụ nhà ta ngày xưa thì cũng rất là thông minh đúng không nào? Năm, tiếng Khoi San, một trong 10 ngôn ngữ khó nhất thế giới. Sống tại Nam Phi, Khoi San là các bộ lạc thuộc dân tộc cổ xưa nhất hành tinh. Đây là kết luận các nhà khoa học Thụy Điển đăng trên tạp chí Science. Ngôn ngữ Khoi San sử dụng các phụ âm nghe như tiếng tí tách hoặc là tiếng ngựa chạy vậy. Đây là lý do làm cho Khoi San trở thành một trong những ngôn ngữ khó nhất để mà tìm hiểu và nói chuyện với những người không có cùng ngữ hệ châu Phi. Sẽ hoa mắt chóng mắt mất cho bạn nào mà muốn chinh phục được loại ngôn ngữ này. Hiện nay thì ngôn ngữ Khoi San vẫn còn được những người đi săn, thuộc tộc người Bushman
và những người du mục chăn nuôi gia súc thuộc bộ tộc Hottentot sử dụng. Đó là những tộc người sống trên lãnh thổ nước Cộng hòa Nam Phi và các quốc gia khác ở miền Nam châu Phi. Bốn, ngôn ngữ ký hiệu Bedouin. Trong một cộng đồng Bedouin được tìm thấy ở sa mạc Negev ở Israel, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một nhóm người khiếm thính. Tình trạng khuyết tật thì đã làm khổ cả ba thế hệ, bao gồm các gia đình của họ tại Al Sayyid. Bộ tộc này thì có 3.500 thành viên và hơn 150 trong số đó bị khiếm thính. Do vậy, cộng đồng này đã phải xây dựng nên hình thức ngôn ngữ ký hiệu của riêng mình. Ngôn ngữ ký hiệu Al Sayyid Bedouin được hình thành từ 8 năm trước. Các nhà ngôn ngữ học và các nhà nghiên cứu rất là mong muốn nghiên cứu ngôn ngữ này vì họ rất là hào hứng về khả năng học các ngôn ngữ được hình thành. ABSL không có nhiều điểm chung với ngôn ngữ ký hiệu hoặc những ngôn ngữ nói khác. Hơn nữa, chúng không có các đặc điểm được tìm thấy trong các ngôn ngữ khác được sử dụng khu vực, bao gồm ngôn ngữ ký hiệu của Israel, tiếng Ả Rập tiêu chuẩn hiện đại và tiếng Ả Rập Bedouin. Ở vị trí thứ 3 thì đó chính là Spheria, ngôn ngữ huyết sáo Hy Lạp. Ngôi làng nhỏ bé Antia nằm ở sườn núi Ochi, phía đông nam của đảo Evia, Hy Lạp, không có khách sạn hay nhà hàng trong vòng 40 km. Từ thị trấn Karitos, đi ra con đường khúc khuỷu qua những khối đá khổng lồ huyền bí, âm thanh huyết sáo như tiếng chim hót vang lên giữa bốn bề vách đá. Đó thì là âm thanh mà cư dân ở làng Antia giao tiếp với nhau trong suốt hàng nghìn năm nay. Âm thanh này như tiếng chim hót có thể giúp họ truyền tin khi ở xa rất là xa, từ thung lũng này qua thung lũng khác, kể cả những cuộc nói chuyện dài phức tạp cũng vậy. Ngôn ngữ huyết sáo đặc biệt có tên gọi là Spheria, một trong những ngôn ngữ hiếm và ít người sử dụng nhất thế giới. Spheria bắt nguồn từ chữ Spherizo, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là tiếng huyết sáo. Không ai biết chính xác bằng cách nào và từ khi nào người dân làng bắt đầu sử dụng tiếng Spheria. Người ngoài làng chỉ khám phá sự tồn tại của nó vào năm 1969, khi một máy bay gặp tai nạn ở dãy núi phía sau làng Antia. Đội tìm kiếm phi công bị nạn đã tình cờ nghe được âm thanh huýt sáo vọng ra từ hẻm núi. Theo Dimitra Hengen, một nhà ngôn ngữ học người Hy Lạp, Spheria là một phiên bản huýt sáo của tiếng Hy Lạp, trong đó các chữ cái và âm tiết tương ứng với các âm điệu và tần số khác nhau. Bởi sóng âm tiếng huýt sáo khác với tiếng nói bình thường, có thể truyền xa lên đến 4 km và xa hơn tiếng la hét gấp đến 10 lần. Ngay ở trong thời hiện đại thì phương thức giao tiếp này vẫn hiệu quả ở một nơi xa xôi và địa hình hiểm trở như là Antia. Những người chăn cừu và nông dân trong làng đã truyền lại ngôn ngữ đặc biệt này cho con cái của mình, bởi đó là ngôn ngữ để tồn tại ở vùng này. Nhưng mà vài thập kỷ qua, dân số của làng Antia giảm từ 250 xuống chỉ còn 37 người mà thôi. Trong số đó thì những người già, rụng răng rồi thì cũng không thể nào tạo ra âm thanh huýt sáo rõ ràng được nữa. Nhiều người trẻ thì rời làng quê đến các thành phố lớn sinh sống, làm nguy cơ biến mất của ngôn ngữ cổ này ngày càng cao hơn. Đến nay, chỉ còn có 6 người có thể sử dụng rõ ràng ngôn ngữ này mà thôi. Hai, ngôn ngữ ký hiệu thư viện. Các tu sĩ Kitô giáo ở châu Âu đã phát triển ngôn ngữ ký hiệu thư viện của riêng mình vào khoảng thế kỷ thứ 10. Chúng không phải là ngôn ngữ ký hiệu cho mỗi ngôn ngữ, mà giống như từ vựng ký hiệu hoặc là cử chỉ tượng trưng cho việc sử dụng nội bộ của các nhà sư mà thôi. Những người này phải giữ im lặng trong các phần cụ thể của thư viện. Các tu sĩ thì phát triển một loạt các động tác tay và cử chỉ mà họ sử dụng để giao tiếp không lời. Và vị trí đầu tiên video ngày hôm nay thì đó chính là ngôn ngữ chim ở Thổ Nhĩ Kỳ. Địa hình khu vực Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều vùng đồi núi hiểm trở. Diện tích của khu vực này cũng rất là lớn nên gây ra khó khăn cho người dân giao tiếp với nhau khi mà di chuyển ở trong núi rừng. Các ngôi nhà cũng nằm cách xa nhau cũng gây ra nhiều trở ngại người dân giao tiếp hàng ngày. Đặc biệt là mọi người thì không thể nào cảnh báo nhau các nguy hiểm đang đến gần nếu mà sử dụng ngôn ngữ giao tiếp thông thường được. Cho nên, người Thổ Nhĩ Kỳ ở làng Kukoy, tỉnh Gresson, phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã nghiên cứu sáng tạo ra ngôn ngữ loài chim độc đáo. Theo đó, khi giao tiếp bằng bộ ngôn ngữ này, mọi người có thể sử dụng tiếng huýt sáo để truyền đạt thông tin kết hợp với tiếng nói để giao lưu với nhau hàng ngày. Các du khách khi mà đi du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ có dịp đến làng Kukoy và nghe người dân giao tiếp, kể các câu chuyện về tiếng huýt sáo sẽ cực kỳ bất ngờ vì người dân đã biến đổi toàn bộ từ vựng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ thành tiếng huýt sáo mà thôi. Họ thì có thể hiểu thông điệp mà mọi người truyền tải cho mình
hoàn toàn bằng tần số cao độ, giai điệu du dương khác nhau của tiếng sáo. Sự ra đời cách dùng ngôn ngữ chim quá sức là ý nghĩa, độc đáo này nên nó được các nhà nghiên cứu xếp vào giai đoạn lịch sử ngã tư nền văn minh Đông Tây của nhân loại. Số lượng người sử dụng ngôn ngữ này đang xu hướng giảm sút theo hàng năm, khi mà phương tiện giao tiếp hiện đại như điện thoại, máy tính bảng, máy vi tính đang lan tràn ngày càng nhanh từ thành thị nông thôn, khiến người dân không còn mặn mà việc học một ngôn ngữ cổ quá mất nhiều thời gian so với việc dùng phương tiện giao tiếp tiện lợi và đầy nhanh chóng ngày nay nữa. Và video đây đã hết rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ subscribe tại channel nghe tự đón xem video mới nhất của mình nhé. Chân anh cảm ơn anh em.